Hello chị Nhi Thùy An hỏi chị có thể giải thích xem thêm về chữ chảy máu nhân tài nghĩa là gì không hả chị em cảm ơn chị chào các bạn đến với kênh youtube của Nhi Rồi chúng ta phân tích về cái chữ chảy máu nhân tài là cái gì Đầu tiên chúng ta phải coi sơ qua về những cái ngành nghề trong tương lai mà thế giới cần vì các bạn muốn hiểu được là chảy máu nhân tài là cái gì Thì chúng ta cũng phải tìm hiểu một chút Đó là trên thế giới người ta đang đi tìm kiếm những cái nghề nghiệp của tương lai là cái gì Và tại sao nhân tài ở những cái nghề nghiệp đó lại cần thiết Bây giờ, Rồi share cái hình đầu tiên cho chị là cái nghề nghiệp của tương lai á em Rồi nếu như các bạn muốn biết được là mình đang nằm trong cái đối tượng nào cũng như là cái, cái tiền lương trong tương lai cũng như là cái sự nghiệp trong tương lai của mình những cái ngành nghề nào đang là cái ngành nghề đáng để đi theo để cho bạn tập trung vô trở thành nhân tài của những cái ngành nghề đó thì các bạn có thể nhìn thấy là ví dụ như nha sĩ lương sẽ giảm xuống cho nên là ai mà đang có ý định học trở thành nhân tài về nha sĩ đi hả <laughs> luật sư cũng giảm xuống năm đô giờ đây là cái dự đoán theo uh, bản uh, tài chính uh, uh, job worldwide cái này là nghiên cứu ta, như như nói những cái thứ như vậy các bạn là khoa học người ta nghiên cứu người ta gom người lại rồi người ta ngồi người ta phỏng vấn rồi người ta ghi số liệu lại rồi người ta dựa trên kiến thức này rồi con số này chat này bản này bản kia người ta gom lại để ra một cái dữ liệu cho các bạn và khi các bạn ngồi học thì các bạn phải biết cách đọc những cái dữ liệu này thì như muốn chia sẻ các bạn biết để từ giờ cho tới 10 năm nữa bạn biết bạn đang ở đâu tại sao nhân tài lại đổ đi ra chỗ khác mà lại không ở một cái khu vực chẳng hạn giờ, giờ rồi nghiên nghiệp của tương lai rồi bây giờ bạn biết cái ngành trong tương lai rồi và như cũng chia sẻ các bạn có những bạn nói chị nhi có vẻ như chị nhi bị cùng về ai đồ quá hả chị nhi không xa cái hình kế tiếp là world economic ờ à, đúng rồi nó đó rồi các bạn có thể search World Economic Forum và ở tiếng Anh thì cái hình này Tim Nhi Lê lấy bạn lấy về để dịch cho các bạn thì đây uh, nguồn của nó là từ World Economic Forum ngay các bạn. Và đây là cái xuất bản mới nhất là 30 tháng 4 mới cách đây có chưa tới một năm thôi thì cái góc nhìn của họ về tương lai ví dụ như nếu như ngày hôm nay bạn là một doanh nghiệp thì bạn cần phải tập trung vô cái nào thì cái bánh lái doanh nghiệp của bạn mới vững mạnh đây thứ nhất ai là những người thực hiện những cái công việc này tức là nhân viên bây giờ họ đi đi làm họ yêu cầu là nhân viên toàn thời gian và phải có cả nhân viên bán thời gian nữa chứ không phải là toàn thời gian nữa rồi sử dụng nguồn lực cộng đồng tức là song song với cái việc bạn bắt người ta tới chỗ làm thì bạn phải cho người ta làm việc ở nhà ra những người làm việc tự do các bạn thấy không cái nhu cầu của nhà tuyển dụng phải khác đi rồi tiếp khi nào làm việc và làm việc ở đâu và thực hiện như thế nào bạn phải cho trong cái tầng lớp 10 năm tới bạn phải cho họ làm việc linh hoạt và thậm chí chính bạn luôn bạn cũng đòi hỏi như vậy. Làm việc từ xa và không làm việc chung, cái này đã thay đổi rất nhiều khi sau đại dịch Covid thì cái này các bạn cũng đã nhìn thấy rồi. Rồi công việc như thế nào thì được thực hiện mới rồi đây là cái khúc các bạn phải học đó là AI, đó là robot và tự động hóa, những cái thứ các bạn cần phải học và các bạn cần phải làm ngay lúc này. Các bạn phải định hình rõ, là nếu như bạn không học về sử dụng AI, sử dụng robot và tự động hóa trong một doanh nghiệp, rất khó để mà bạn có thể sáp nhập vô bất cứ cái bánh lái này từ là doanh nhân cho đến bạn là cái người đi làm luôn, được chưa? Rồi cái hình cái tiếp em. Rồi trong cái hướng đi mới này á thì các bạn nhìn thấy cái nhu cầu suy giảm đáng kể trong việc mở công ty đó là lý do tại sao các bạn nhìn thấy cái lượng thất nghiệp rất là cao trên thế giới tại vì sao tại vì họ đã hiểu được là bạn có thể làm được bất cứ ở đâu trên thế giới bạn không cần mở văn phòng nữa cho nên 91 phần trăm nhu cầu mà mở văn phòng các bạn giảm xuống nó làm đẩy lên cái chuyện là suy thoái kinh tế toàn cầu 63 phần trăm họ theo cái tính của Uh, cái World Economic Forum nó là khi mà người ta thất nghiệp như vậy thì nó ảnh hưởng tới kinh tế tới 63% lận được chưa rồi những cái yếu tố này nó đến từ cái gì chi phí giảm bằng cách là giảm chi phí vận hành như như nói họ phải cắt văn phòng cắt nhà xưởng cắt cho thuê lại họ không muốn thuê nhiều mặt bằng nữa họ giảm chi phí được chưa họ giảm chi phí kế tiếp bằng cách là sa thải nhân viên liên tục 78 phần trăm lượng người trên thế giới bây giờ bị sa thải nhân viên trên toàn cầu và họ bắt đầu 77 phần trăm là tối ưu cái chuỗi cung ứng tức là họ bắt đầu họ sử dụng nhiều auto auto hơn ví dụ như như đã nói với các bạn ví dụ như ngân hàng các bạn chuyển khoản qua cái điện thoại các bạn đâu có còn đi xuống ngân hàng rồi phải làm một cái tờ giấy vẫn còn nhưng rất ít thôi nhưng đa phần chúng ta đều chuyển khoản qua cái điện thoại của bạn đúng không đó chính là cái sự cải cách mà là lúc nãy như phân tích về doanh nghiệp cho các bạn cũng như là nhân nhân tài rồi cái hình kế tiếp em yên tâm những cái hình này tim nhưng nó đăng lên cho các bạn được uh, trải nghiệm để mà các bạn coi rõ hơn các bạn cũng có thể tìm nó bên tiếng Anh thì trong cái diễn đàn kinh tế thế giới về khảo sát tương lai việc làm của năm 2023 người ta cũng phân tích về vĩ mô thật cái cái này có thể các bạn sẽ bắt đầu thấy hơi phức tạp quá thì như sẽ giải thích đơn giản hơn như các bạn để cho các bạn biết được là mình đang ở đâu thì cái phần màu xanh da trời á tức là cái phần là họ vẫn cần tuyển người ở cái khu vực đó cái phần màu tím á là ở cái những cái nghề mà các bạn nghĩ là các bạn còn làm á nó sẽ giảm lại mà nó không cần bạn nữa vậy đi cho nó dễ yeah. để cho các bạn biết là những cái ngành nghề nào là các bạn nên tiếp tục học nên đầu tư tài năng vô cái đó tại vì nó vẫn còn cần hiểu chưa ừ. rồi hình cái tiếp em rồi như cũng cho các bạn những cái nghề các bạn thấy cái màu xanh lá cây không nó gây là người tạo việc làm tức là những cái người mà cần trong cái ngành nghề này vẫn cần là nó chiếm bao nhiêu phần trăm ví dụ 58 phần trăm là phân tích dữ liệu lớn người ta vẫn còn cần tuyển bạn chẳng hạn công nghệ về biến đổi khí hậu người ta vẫn cần tìm nè đó học đi rồi có mấy bạn hỏi là những bức ảnh này tim lấy ở đâu cái này là tim lấy ở tiếng Anh nguồn tiếng Anh xong rồi dịch lại nha các bạn các bạn nhìn dưới mẫu bức hình nó có cái chữ Ví dụ như nguồn này là từ future of Job report 2023 diễn đàn kinh tế thế giới vào năm 2023 về cái ngành nghề tương lai của thế giới tất cả những cái hình này Tim đăng trên à, à, kênh Anh phở bò ngay cho nên các bạn có thể qua phở bò để lấy À, và đây là hoàn toàn hình lay like khi lấy nguồn về như lặp lại khi lấy nguồn về tim luôn để là nguồn từ đâu cho các bạn tự đối chứng với phiên bản tiếng anh của họ tại vì nhi rất là thích học và nhi học cái gì nhi cũng bỏ rất là nhiều công sức để nhi dịch ra tiếng việt cho các bạn những cái này chẳng có ai ở việt nam rảnh để dịch cho các bạn hết đó nhưng mà tim nhi nhi có cả một cái tim graphic designer để làm cái này cho các bạn và tim kế tiếp đó là cái tim tiếng anh để mà dịch cái, cái tờ này qua cho các bạn học cho nên là một lần nữa cho một tràng vỗ tay những bạn trong nhiên lên tim rất là xuất sắc mấy bạn rất là giỏi mấy bạn rất là tuyệt vời mấy bạn học những cái thứ ở tiếng Anh và các bạn biết là chia sẻ nhiều hơn như những bạn Việt Nam khác bằng cách là dịch nó qua tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu nhất được chưa và họ cũng gây nguồn ở dưới cho nên các bạn biết tiếng Anh các bạn có thể đi qua bên cái nguồn đó nó là cái trang của những cái diễn đàn kinh tế thế giới đã được kiểm chứng của những tiến sĩ cũng như là của những thạc sĩ trên thế giới về kinh tế học người ta làm những cái bảng số liệu này cho các bạn để giúp cho các bạn hiểu tại sao khi nhi phân tích cho các bạn là à chị nhi ơi tại sao chị lo về tương lai à, nhi, nhi lo bởi vì nhi biết nhi đang nói cái gì nhi lo bởi vì nhi lấy số liệu thông tin để nhi học và nhi biết nhi đọc cái gì để nhi biết như vậy là cho các bạn cái gì cho nên là nhi mong khi các bạn lấy những cái thông tin này đừng thờ ơ với cuộc đời của mình nghe các bạn phải biết được những ngành nghề nào còn ngành nghề nào mất ngành nghề nào bị thay thế và mình đang nằm trong cái top nào ví dụ những cái thứ các bạn có thể học nữa công nghệ quản lý môi trường nè công nghệ sinh học công nghệ nông nghiệp rồi nền tảng về ứng dụng kỹ thuật số có thể những cái từ này các bạn có thể là lần đầu tiên các bạn nghe luôn chẳng hạn à. thì đây là cái cơ hội để bạn tìm hiểu tại vì bạn nói em không muốn bị thất nghiệp mà vậy thì nhìn cái diễn đàn nghề nghiệp trên thế giới này để cho các bạn nộp đơn vô để học những cái ngành nghề đó để khi bạn ra bạn không bị thất nghiệp rồi lưu trữ phát điện thương mại điện tử À, tiền điện tử công nghệ làm về đa dạng sinh học điện toán đám mây công nghệ thích ứng liên quan đến nước rồi công nghệ số phân tâm in mô hình 3D 4D internet vạn vật và thiết à, và kết nối thiết à, kết nối công nghệ Nano trí tuệ nhân tạo máy tính lượng tử xử lý văn bản hình ảnh giọng nói. nếu như các bạn học hết những cái ngành nghề mà trên cái diễn đàn kinh tế thế giới này chia sẻ thì chắc chắn bạn không thấy thất nghiệp được đây chính là học đây chính là nhận thức đây chính là không có thất nghiệp xong rồi quay ra đổ lỗi chị ơi tại sao em lại thất nghiệp vậy em giỏi vậy tại sao em thất nghiệp vậy bạn có giỏi nhưng mà bạn có ở trong cái nhóm đối tượng mà thế giới cần không nữa đúng không đúng không mọi người rồi rồi câu hỏi mấy bạn luôn hỏi như nhiều là các công việc mà vẫn tồn tại sau ai là cái gì cái hình tồn tại sau ai ấy em thì như muốn chia sẻ cho các bạn luôn đó là nếu như bạn vẫn còn làm creator nhà sáng tạo Ví dụ như bạn làm đầu bếp nhưng mà phải là đầu bếp gọi là chuyên gia nhà hàng năm sao đồ này nọ, nấu những cái món mà xuất sắc đi chẳng hạn được chưa? Hoặc là bạn là những cái người mà liên quan đến kỹ sư hàng không nè, những cái nhà phát triển liên quan đến AI đồ, kỹ thuật viên bị hạng nặng luôn á, tức là bạn biết rất là nhiều về về trí tuệ thông minh nhân tạo và bác sĩ, y tá, giáo viên đây là những cái nghề bạn vẫn ổn. Nhưng mà ổn không có nghĩa là bạn không nâng cấp bản thân. Được chưa? Cho nên là bạn phải Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi Nếu các bạn coi hết video của chị Và tích những cái điều Nhi đang làm Tiếp tục lan tỏa những người khác